thấy cái sồi này sao anh? Thì nó cái thuốc này nó xịt không bị nổ trái mà sáng trái. Cái này cũng nghe một thời gian ở bên chỗ. Mời ông bạn ở đây. Yeah. Bên chỗ đội 3 cũng xài thuốc này, cháu xài thuốc này mà đây là minh chứng ngay cái giai đoạn mà phun đến ngày hôm nay nó đậu được vậy. Hôm nay bạn vào đây bạn có thấy là cái Vichobin, Lunfin cùng với lại Diromic và Itatot để quản lý nấm khuẩn và tạo cái điều kiện mà đậu trái được như vậy. Thì trước đây là bạn đã dùng cái Vichobin hoặc là Itatot chứ? Không, em có một lần em dùng thằng Vichobin rồi nhưng thời gian em bán cái vườn thẻ cát này em bớt dùng rồi. Làm thẻ cát thấp em làm tháng 5 em. Làm lại. Có mấy trăm cây thẻ cát em sẽ làm Vichobin. Okay. Ở cái dốc dài mới ở dốc dài xài Vichobin. Vichobin. Rồi mời tất cả anh em chúng ta đi sang bên đấu trứng đây ha. Và kết quả là như hôm nay chú đã xem đây thì chú thấy như thế nào chú Anh? Đậu rất đẹp. Rất đẹp. Sáng trái này. Dạ sáng trái. Điều. Điều đó. Xoài ở giai đoạn này thì chú quan tâm nhất là cái vấn đề gì chú? Trái này hay là ở giai đoạn này, ở giai đoạn làm bông mà đậu trái như thế này nè, chú quan tâm gì vậy? Trái là bệnh tháng thư. Bệnh tháng thư này. Bệnh tháng thư này. Rồi khuẩn. Nấm khuẩn. Thường là bà con ít để ý tới cái khuẩn lắm. Nhưng mà mình là bây giờ vô mưa này là mình kinh nghiệm nhiều nhất của mình là nên phải có khuẩn. Thì sau khi sử dụng thì chú thấy kết quả gì, chú đi thăm rồi thấy sao? Bên đó đương nhiên là nó cái hiệu quả nó đẹp hơn bên này rồi. Dạ. Yeah. Trắng sạch hơn rồi. Trắng sạch hơn đúng không? Ừ. Cái thuốc nó tốt thì xịt thì nó hiệu quả hơn rồi. Cái thuốc nó thường thì nó cám quá. Ừ. Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông, toàn tâm toàn ý vì nhà nông.